Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của GoAK. Ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá start của chiếc MK Tap 70. Nó cũng tương tự giống như start của chiếc FL680 để chúng ta cùng xem là cái start stock này thì nó đã được lúp hay là được cân bằng các thứ ngon nghẻ chưa. Đầu tiên thì mình sẽ tháo chiếc start này ra. Start này thì thuộc loại là plate mount. Plate mount thì là cái dạng start mà chúng nó sẽ ghim vào cái tấm plate của bàn phím. Thì để tháo cái chiếc start này ra thì các bạn có thể dùng cái switch puller giống như của mình ở đây. Mình sẽ kẹp vào cái đầu nẫy này, xong rồi thì chúng ta sẽ kéo lên. Chiếc start này thì là start stock. Có nghĩa là từ lúc mua về mình đã chưa làm gì nó cả, và bây giờ mình sẽ thử tháo ra để xem nó có được độ hay là lúp lại ngon hay chưa. Tháo start thì khá đơn giản. Các bạn có thể thấy ở đây là nó có một cái nẫy, cái chân nẫy ở đây. Cái chân nẫy hai đầu đây. Chúng ta lấy cái switch puller này kẹp kéo lên là được. Muốn lắp vào thì các bạn sẽ gài vào nhảy, ấn nó xuống thế là nó sẽ vào. Để tháo cái start này ra thì ở đây có một góc 90 độ ở đây, mình sẽ quay một cái thì nó sẽ bung ra. Các bạn có thể thấy là mỡ lúp ở cái thanh wire này thì không nhiều lắm. Mình sẽ focus vào. Thanh wire hơi nhỏ nên hơi khó focus một chút. Đây, các bạn có thể thấy là thanh wire đã được lúp một chút mỡ rồi. Lúp một chút mỡ. Bây giờ mình sẽ cùng xem steam của cái stab này như thế nào. Chân steam nhé. Ở góc quay này thì các bạn có thể nhìn rõ hơn, nhìn rất là rõ. Ở cái cạnh dưới đây nó hơi bóng bóng một tí là có dính tí mỡ đây này. Còn từ cái đoạn này mà hất lên trên thì là chẳng có hề có tí mỡ gì luôn. Nó rất là thô sơ đây, các bạn nhìn thấy này. Soi đèn vào bóng bóng luôn này, chẳng có tí mỡ gì cả. Chỗ này thì còn hơi nhầy nhầy một chút là có dính tí mỡ này. Như vậy là start stock của mấy con này thì có vẻ cũng ok, nhưng mà bởi vì là sản xuất công nghiệp cho nên là nhà sản xuất thì không thể kiểu chỉnh chu trong cái việc là độ mốt cái start của bàn phím cơ này được. Nhìn vào đây các bạn thấy là họ cũng hơi qua loa trong cái quá trình mà loop start đây. Dính một tí mỡ ở cái viền một ở bên dưới này. Còn đoạn này thì trống trơn, chẳng có tí mỡ gì. Bây giờ mình sẽ quay cái mặt còn lại để chúng ta xem là mặt còn lại thì như thế nào. Đây, mặt còn lại đây. Các bạn cũng có thấy là cái phần này đây cũng trông trơn, soi đèn vào bóng nhoáng, chẳng thấy tí mỡ nào. Ở trên này thì cũng dính một chút mỡ. Chúng ta không thể đòi hỏi gì nhiều hơn đối với start stock. Họ làm trên quy mô công nghiệp số lượng lớn nên không thể chăm chút được. Bây giờ mình sẽ nhìn vào cái phần housing của cái start này. Phần housing thì cũng tương tự như vậy. Cái phần bên trong này này cũng có một phần nào đấy được dính chút mỡ lúp, còn những phần còn lại phần lớn thì cũng không có mỡ lúp. Khi nếu mà các bạn lúp lại start thì các bạn có thể dùng chổi để lau một chút mỡ dầu giết gì vào đây để cho nó trơn tru. Ở góc này thì các bạn có thể nhìn rõ được là đây, chân steam của cái start thì có 1-2 chân dưới này, 3 này, 4 này, 4 chân. Nó vẫn có đủ 4 chân, nhưng mà cái chân steam này thì nó đã phẳng hơn, mặc dù có một cái đường G một chút ở giữa này. Thì có thể là cái phần G này nó sẽ gây ra một số vấn đề gì đấy khi mà chúng ta sử dụng stab, nhưng mà mình nghĩ là vấn đề không nhiều, bởi vì là cái phần gồ lên này nó không cao lắm, nó khá là bằng phẳng. Nói chung là steam này thì chân steam này mình thấy khá là ok, nó khá là bằng phẳng rồi. Nếu mà các bạn muốn lúp lại thì các bạn có thể cắt chân steam và bendy rồi các kiểu lúp lại stab cũng được. Còn nếu mà các bạn không yêu cầu cao thì dùng stock cũng được. Mình thấy stock cũng khá là ok. Nói chung là đánh giá stab của mấy con phím, ví dụ là FL680 hay là MK870, thì mình đánh giá trên khoảng 7-8 trên thang điểm 10. Đối với phím stock như vậy là khá là ok. Còn các bạn mà muốn ngon hơn thì các bạn lúp lại thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Video đánh giá start stop của MK870 hoặc là FL680 xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là GoAK. Hãy like và subscribe kênh của mình để có được những thông tin hữu ích về việc chơi bàn phím cơ. Bye bye.